One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn Hi-Res, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video phân tích chiến sự Ukraine. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thay đổi trên chiến trường xuyên suốt tháng 1 vừa qua với nhiều thay đổi quan trọng. Không phải về lãnh thổ mà là thế trận giữa hai bên khi mà quân đội Nga đã tổ chức tấn công lớn trong khi quân Ukraine thu về phòng thủ. Chúng ta sẽ cùng đi qua từng chiến tuyến một. Đầu tiên là tại mặt trận Kherson, sông Dnipro. Chiến trường chủ yếu ở đây diễn ra tại Crimea. Khu định cư này thực tế không có quá nhiều thay đổi mới về lãnh thổ. Lần gần nhất được ghi nhận là vào ngày 14 và ngày 17 tháng 1. Mặc dù chỉ còn lại một phần lãnh thổ nhỏ, nhưng quân đội Nga không tổ chức các đợt tấn công đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi bờ đông sông Dnipro. Không ít chuyên gia cho rằng đây chính là cái máy xay thịt của Nga. Họ cứ để vậy cho quân đội Ukraine kéo sang càng nhiều càng tốt. Ngược lại, những người theo phe Ukraine cho rằng quân đội của họ vẫn còn khả năng tiếp tục tiến công và tạo ra bước đột phá, mặc dù cứ điểm họ chiếm được tại Crimea đang ngày càng bị siết chặt. Họ thậm chí còn khẳng định thiệt hại mà Nga phải gánh chịu là to lớn hơn rất nhiều, mặc cho thực tế nguồn viện trợ còn chẳng thể vượt qua được sông Dnipro. Và cuối cùng, sau tháng 1, chúng ta đã có câu trả lời khi mà chiến dịch vượt sông của Ukraine thất bại toàn tập, khi họ buộc phải rút hết quân binh về, để lại không dưới một lữ đoàn vùi thây tại khu định cư nhỏ bé này. Bây giờ chúng ta cùng chuyển đến chiến trường Zaporizhia tại Verbove, ghi nhận tiến triển mới của quân đội Nga nhưng không có gì quá đáng phải bàn luận. Nga dường như đã có cho mình mọi hệ thống công sự, cứ điểm tại Verbove. Chẳng có lý do gì để họ tiếp tục tiến bước, có khả năng Nga sẽ tiếp tục tiến lên nếu họ nhắm tới việc bao vây lực lượng Ukraine. Nhưng tại đây chỉ có một vài nhóm xung kích lẻ tẻ của quân đội Ukraine phân bố xung quanh các con hào chống tăng. Chiến trường rơi vào trạng thái đình trệ và cuộc giao tranh bao mòn lại tiếp diễn. Ngược lại, tình hình lại đang cực kỳ sôi động tại Robotyne. Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng, cố gắng chiếm từng phần lãnh thổ. Nga chiếm thêm lãnh thổ phía nam, ngược lại, Ukraine đánh trả tại phía bắc. Thứ quân đội Ukraine đang nhắm vào là hệ thống đường hào chạy dọc phía tây Robotyne. Nếu có được hệ thống công sự này thì áp lực quân sự sẽ đặt nặng lên lực lượng quân đội Nga chiến đấu tại phía nam Robotyne. Cuộc giao tranh tại đây đang diễn ra cực kỳ ác liệt vì nội tại Robotyne là một khu định cư vô cùng quan trọng đối với Ukraine. Nếu để mất khu định cư này, họ sẽ phải rút lui sâu về phía bắc và toàn bộ thành quả chiến dịch tấn công của Ukraine sẽ bị xóa nhòa. Đến với điểm nóng tiếp theo tại Brusne. Vào tầm ngày 29 đến 31 tháng 1, quân đội Nga mở chiến dịch tấn công lên bờ bắc, chiếm được lượng lớn lãnh thổ mới tại đây. Mục tiêu Nga nhắm tới là bờ sông phía bắc Brusne, bảo vệ cánh tấn công trong trường hợp quân đội Nga có kế hoạch đánh vào Staromayskoye. Nếu không bảo vệ được hai cánh mà cứ thế đánh vào Staromayskoye, quân đội Nga có thể sẽ tự đưa mình vào trong và hứng chịu thiệt hại lớn trước các đợt phản công của Ukraine. Tại Urozhaine, quân đội Nga cũng đã triển khai chiến dịch tấn công chớp nhoáng và ngay lập tức bị đánh bật bởi quân Ukraine. Kể từ thời điểm đó, ta chưa hề nhận được bất cứ thông tin gì mới tại đây. Có vẻ như quân đội Ukraine đang quyết tâm trong nỗ lực giữ gìn lãnh thổ. Chiến trường tiếp tục tiến vào trạng thái đình trệ. Để giải quyết thế khó, quân đội Nga quyết định thử vận may và dồn lực đánh vào bờ bắc Priosne. Và quyết định của họ thực tế đã chứng minh là hoàn toàn sáng suốt. Tiếp tục với vùng chiến sự được bàn luận xuyên suốt tháng 1, khu định cư mang tên Novomikhailivka. Quân đội Nga đặt mũi tiến công vào cả bờ bắc và bờ nam khu định cư. Mũi tấn công phía bắc nhằm vào con đường vận chuyển chạy từ Mariinka tới Vuhledar, đồng thời mở rộng tiền tuyến của Nga tại bờ bắc Novomikhailivka, cho phép Nga có nhiều cửa để đánh hơn. Cùng lúc đó, quân đội Ukraine mở các cuộc phản công vào bờ nam Novomikhailivka, không cho phép quân Nga tiếp cận tuyến vận chuyển từ Bobieda tới Vuhledar. Không chỉ có thế, quân đội Ukraine cũng trực tiếp mở cuộc phản công đánh vào vùng ngoại ô phía nam Novomikhailivka và đã quân Nga ra khỏi khu vực này, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ khu định cư cho tới tận thời điểm hiện tại. Quân đội Nga vẫn đang đặt áp lực lớn vào Novomikhailivka với tham vọng chiếm được một cứ điểm nào đó bên trong Novomikhailivka, từ đó đẩy quân xa hơn về phía tây đánh vào Kostantinivka, đánh gãy tuyến đường vận chuyển hướng bắc nam đi qua khu định cư này. Vì hiện giờ quân Nga đã chiếm được Mariinka, cho nên hiện giờ tuyến vận chuyển duy nhất còn lại là từ phía tây đi qua Kostantinivka và kéo dài xuống phía nam. Tuyến vận chuyển của quân đội Ukraine khắp vùng tiền tuyến này bắt đầu từ Velika Novosika tới khu vực trung tâm. Ngoài ra còn có tuyến vận chuyển bắt đầu từ Bokros kéo tới khu vực trung tâm, thông qua một số con đường nhỏ hơn tới Kostantinivka kéo xuống Vuhledar. Nói chung là Kostantinivka đóng vai trò như là trung tâm trung chuyển hàng tiếp viện chính, không chỉ tới Vuhledar mà là cung cấp cho gần như toàn bộ cứ điểm của Ukraine tại đây.
Đó là lý do tại sao quân đội Ukraine lại quyết tâm tử thủ để bảo vệ khu định cư này. Đồng thời tại đây cũng là nơi đóng quân của nhiều đơn vị dự phòng, kịp thời phản công trong trường hợp kẻ địch có bất kỳ động tĩnh nào. Tại Mariinka, tiếp tục vẫn là áp lực quân sự đẩy về phía Tây, đánh thẳng vào Helivka. Tại đây ghi nhận tiến triển mới của quân đội Nga về phía Bắc, điểm công nghiệp và về phía Tây tại những công trình đầu tiên bên trong khu vực ngoại ô Helivka. Đây là thành quả của các đơn vị lính xung kích nhỏ lẻ, chứ tại đây chưa hề ghi nhận chiến dịch tấn công lớn nào Nga triển khai. Tiếp tục đến với Pervomaiske, tiến triển của Nga tại đây là tương đối vì chiến thuật của họ đã được triển khai, áp dụng một cách hợp lý. Đầu tiên, Nga gây áp lực quân sự trực tiếp vào khu vực trung tâm khu định cư, đe dọa bao vây lực lượng Ukraine tại bờ nam Pervomaiske. Quân đội Nga cứ thế mà tiến công đánh vào bờ nam, đẩy lùi binh sĩ Ukraine đang tiến thoái lưỡng nan vì phải đối mặt với khả năng bị Nga bao vây. Cho tới thời điểm cuối tháng 1 thì quân đội Nga đã chiếm đóng hoàn toàn bờ nam khu định cư, tiền tuyến sẽ tiếp tục được Nga đẩy cao hơn về bờ bắc. Nói chung là quân đội Nga đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ, tiến tới bờ bắc từ khu vực trung tâm Pervomaiske, bắt nhịp với lực lượng phía Tây Vodiane để tiến hành bao vây lực lượng Ukraine cứng đầu, trấn thủ bên trong khu định cư. Quân đội Nga cần phải chiếm được toàn bộ lãnh thổ Pervomaiske thì họ mới có thể cắt đứt tuyến vận chuyển tới bờ bắc Arisca. Ngoài ra, tại Neveske cũng ghi nhận mũi tiến công của Nga ở bờ đông. Tuy nhiên, tiến triển mới nằm cách khu định cư tương đối xa, ta chẳng thể gọi đây là tiến triển đáng khen, đáng ấn tượng hay gì đó. Nói chung là phần lãnh thổ nhỏ này là tất cả những gì mà Nga làm được nội trong tháng 1 năm nay. Tất cùng đến với điểm nóng nhất trên chiến trường trong tháng 1. Không nơi nào khác ngoài nồi lửa Arisca. Tại bờ Nam và bờ Bắc, các cuộc phản công của Ukraine lần lượt được ghi nhận tại ngày mùng 5, mùng 8 và mùng 9 tháng 1. Quân đội Ukraine triển khai chiến dịch tấn công nhắm thẳng vào các vị trí mà Nga chiếm được. Tại bờ Bắc, thì quân Ukraine đã thành công chấn áp mũi tiến công của Nga. Kể từ cuộc phản công của Ukraine thì Nga vẫn chưa hề có động tĩnh gì tại khu vực này. Tương tự, quân Ukraine cũng đã thành công với các cuộc phản công tại bờ Nam. Chúng đã khiến cho Nga buộc phải từ bỏ tham vọng của mình tại Siverne và Tonenke. Nga dường như đã từ bỏ mọi nỗ lực tấn công vào hai cánh của Arisca, chỉ có duy nhất một vài tiến triển mới được ghi nhận tại Stepove. Thành công đặc biệt của Nga trong tháng vừa rồi phải kể đến khu vực trung tâm Arisca, không chỉ chiếm thành công căn cứ quân sự tại bờ Nam, mà ngay chính tại bờ Nam cũng ghi nhận bước đột phá trên chiến trường của Nga, tiến thẳng vào điểm dân cư khu vực trung tâm Arisca trong tháng 1. Tất cả những thành công này đều đến từ một đường ống duy nhất mà Nga phát hiện. Đường ống chạy từ khu công nghiệp phía Nam tới tận phía Nam tiền đồn Tesaka Ohota, một cứ điểm cực kỳ quan trọng của Ukraine và là trung tâm của tất cả mọi thứ tại phía Nam. Thông qua đường ống, quân đội Nga đã cho hàng trăm quân binh di chuyển qua, thiết lập cứ điểm ngay bên trong lòng địch và thành công chiếm được toàn bộ hệ thống công sự, cứ điểm dày đặc của quân đội Ukraine đặt tại bờ Nam Arisca. Nga thành công đạt được bước đột phá trên chiến trường mà chẳng phải đổ bao nhiêu giọt mồ hôi vì quân đội Ukraine đã bị mất cảnh giác và hoàn loạn vì không hiểu vì sao Nga lại xuất hiện sau lưng mình. Họ chẳng thể ngờ là lại có một đường ống lớn ngay dưới chân mình. Từ khi định hình lại được thì quân đội Ukraine đã nỗ lực mở nhiều cuộc phản công nhưng lại chẳng thể nào đẩy lui được quân Nga. Sau một vài tuần tiếp tục cạnh tranh thì Nga vẫn còn đứng vững nhưng ta lại chẳng thấy bất kỳ tiến triển mới nào được ghi nhận từ phía Nga. Nga có đem quân đánh chiếm thành công khu quân sự, nhưng đó chỉ là phương án để Nga bảo vệ cánh tiến công của mình mà thôi. Khả năng cao trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ được thấy mũi tiến công của Nga chiếm nốt phần lãnh thổ cả ở phía đông và phía tây cứ điểm mới. Đến thời điểm đó thì chiến trường sẽ lại một lần nữa bước vào trạng thái đình trệ, ít nhất là cho đến khi Nga củng cố lực lượng và tái thiết lại đơn vị tiến công của mình tại cứ điểm mới. Vì hiện tại, quân đội Nga trấn thủ bên trong cứ điểm mới đã quá mệt mỏi với hàng loạt làn sóng phản công của quân đội Ukraine. Tại cánh rừng hướng đông nam Arisca cũng ghi nhận tiến triển mới của quân Nga. Họ đã tiến vào và chiếm được nhiều đường hào tại đây. Căng thẳng sẽ còn tiếp tục leo thang. Chúng ta có thêm nhiều video ghi nhận các cuộc giao tranh giáp lá cà giữa bộ binh với bộ binh. Nga sẽ một lần nữa lặp lại cuộc chiến tại bờ đông Bakhmut với cuộc chiến tại cánh rừng phía đông Arisca. Tại bờ bắc Arisca ghi nhận tiến triển mới của quân đội Nga bắt đầu từ đầu tháng 1 và kéo dài đến tận bây giờ. Quân đội Nga chiếm được gần như toàn bộ quần thể nhà nghỉ ngoại ô tại đây, đồng thời củng cố vị trí của mình và vượt qua các bãi đất trống tại phía bắc. Mục đích của các mũi tiến công này là nhằm bào mòn lực lượng Ukraine, đồng thời buộc Ukraine phải gửi tiếp viện lên phía bắc để trấn thủ. Hành động đó đã giúp làm giảm áp lực mà quân Nga phải gánh chịu tại cứ điểm mới tại bờ nam. Nga đánh mạnh nhất là ở phía nam Kamianka. Chiến dịch của Nga diễn ra cùng thời điểm với bước đột phá tại bờ nam, khiến cho quân đội Ukraine tại Arisca rơi vào trạng thái hoảng loạn, ngăn không cho họ phản công tại bờ nam. Đồng thời, mũi tiến công của Nga tại bờ nam Kamianka cũng nhằm mục đích bao vây lực lượng Ukraine tại bờ đông Arisca. Lực lượng tại đây đã cứng đầu trấn thủ được một khoảng thời gian tương đối vì nơi đây ghi nhận không ít phòng tuyến, hệ thống công sự của quân Ukraine. Đường hào chạy tứ phía khiến cho Nga rất khó để tiến công.
Phương án dễ dàng nhất mà Nga có thể đưa ra là đánh vào tuyến vận chuyển và từ từ bóp ngạt lực lượng Ukraine trấn thủ tại đây. Cuộc giao tranh tại Odessa sẽ còn tiếp diễn một khoảng thời gian dài nữa. Họ sẽ không dừng lại cho đến khi có được 100% lãnh thổ Odessa trong tay. Tương tự như Bakhmut, đây là một cuộc chiến trường kỳ. Quân Wagner đã phải đánh liên tục từ tháng 1 tới tháng 5 thì mới có thể chiếm được Bakhmut. Việc Nga có được Odessa sẽ dụ được không ít quân tinh nhuệ của Ukraine tới phản công. Nga có thể giăng ra vô số cái bẫy để bào mòn lực lượng này, chứ Nga sẽ không để cho họ tiếp tục tung hoành và tấn công vào điểm yếu của Nga trên khắp các vùng chiến sự khác nhau. Di chuyển lên phía Bắc, ta đến với Horilivka. Vào khoảng tầm ngày 30 tháng 1, quân đội Ukraine đã thành công mở chiến dịch và chiếm được cứ điểm của Nga tại vị trí này. Cứ điểm mà Nga đã giữ suốt từ cuộc chiến năm 2014 cho đến nay, họ sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch và tấn công vào các cao điểm, tương tự như cách mà họ đã làm tại các cao điểm Nga chiếm quyền kiểm soát tại bờ Bắc. Quân đội Ukraine sẽ tiếp tục triển khai các chiến dịch tấn công nhằm mục đích là do thám, tìm ra điểm yếu của Nga để đục vào. Như mình đã phân tích trong nhiều video trước, Horlivka và Donetsk là hai khu vực lý tưởng để Ukraine đục vào nếu họ muốn cầm cương cuộc chiến. Lý do là bởi nơi đây tồn tại tuyến vận chuyển chính của quân đội Nga, kết nối toàn bộ các khu vực trung tâm chiến trường. Đó là lý do tại sao Nga lại tập trung không biết bao nhiêu lực lượng tại đây. Nhưng việc phải tập trung lực lượng lại khiến cho Nga rất dễ bị tổn thương trước các đòn tấn công tầm xa. Như vậy, ta có thể khẳng định rằng Donetsk là vùng lãnh thổ có tầm quan trọng đặc biệt đối với Nga. Hiểu được điều đó, quân đội Ukraine đã không ít lần triển khai hỏa lực vào tuyến sau vùng Donetsk. Tiếp tục video với chiến sự tại Bakhmut, giao tranh nổ ra ác liệt nhưng lại chẳng có gì thay đổi về lãnh thổ. Không như tháng 12 năm trước, tháng 1 năm nay dường như chẳng có thay đổi gì mới. Có chăng thì là tiến triển của Nga tại Bohdaniska, nhưng họ lại bị phản công và đẩy lùi bởi quân đội Ukraine tại chính vị trí đó. Tại bờ Nam thì ngược lại, quân đội Nga chiếm được khá diện tích, đặc biệt quan trọng là tại bờ Bắc Klitschka. Quân đội Nga đang làm mọi cách để có thể bảo vệ thành quả tiến công của mình tại đây. Tập trung lực lượng và lên kế hoạch tiến xa hơn về phía Tây, đóng quân tại đường kênh. Ngoài ra, họ cũng có thể đẩy quân lên đánh vào Ivanovske, đánh chặn các lực lượng Ukraine tại phía Nam. Tuy nhiên, tại bờ Nam, tương tự như ở Robotyne, quân Ukraine không dại gì mà tập trung đông lực lượng của mình trên tiền tuyến. Tại đây chỉ có một vài nhóm lính xung kích nhỏ lẻ. Biết được điều đó, quân đội Nga liên tục tấn công vào tuyến sau thay vì đánh trực diện vào lực lượng trên tiền tuyến. Ngược lại, các nhóm xung kích của Ukraine đang cố gắng làm mọi cách để triệt tiêu đi tiến triển của Nga. Quân đội Nga đã nỗ lực để cản lại các đợt phản công của Ukraine, tập trung lực lượng bảo vệ thành quả tiến công của mình. Tiếp tục kéo lên phía Bắc, tới đến với vùng chiến sự ở Siversk. Quân đội Nga thành công chiếm được Veselye, nhưng nó cũng chẳng nói lên được điều gì vì Siversk vẫn còn cách rất xa. Nhưng nó đem lại hiệu quả về mặt truyền thông, nâng cao sĩ khí của quân Nga vì thứ nhất, dường như Nga chẳng chiếm được bao nhiêu khu định cư trong cả năm 2023. Thứ hai là cuộc chiến Veselye đã diễn ra trong một khoảng thời gian rất dài. Việc Nga chiếm đóng thành công là một thành công vang dội đối với lực lượng Nga chiến đấu tại đây. Tương tự, tại Bilohorivka, Nga chiếm được một vài phần lãnh thổ lẻ tẻ, ta cũng chẳng thể gọi nó là thành công hay gì đó được. Ta cùng chuyển tiếp đến cánh rừng Crimea, một điểm nóng trong tháng vừa rồi, mặc dù nó còn nóng hơn nếu là tháng 12 năm trước. Quân đội Nga lại đạt được thắng lợi trong mỗi nỗ lực tiến đánh Tony, Yabolivka. Đồng thời, tiến triển mới của Nga cũng được ghi nhận tại rừng Sepreansky. Quân đội Ukraine đã nhiều lần thành công tái chiếm lại lãnh thổ, nhưng cũng chẳng thể nào địch lại cường độ tấn công liên tục của Nga. Khi Nga tiếp cận được Tony và Yabolivka, thì cuộc chiến tranh giành lãnh thổ dọc bờ sông sẽ chính thức khởi tranh. Mục đích của Nga sẽ chiếm đóng bờ sông Zerebes. Căng thẳng quân sự sẽ còn leo lên một nấc thang mới khi Nga tiếp cận được bờ sông. Cuối cùng, ta sẽ đến với chiến sự tại bờ đông Kubian. Quân đội Nga thành công chiếm được Tabaska cũng như Kroskomane. Ngoài ra, tại Kostyalivka và Kislivka cũng ghi nhận không ít các cuộc giao tranh, nhưng Nga vẫn chưa tìm ra cách để chiếm được hai khu định cư này. Giao tranh tại đây chủ yếu là các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ và cuộc đối đầu giữa pháo binh hai bên. Tại bờ nam Bechostavene, hai bên liên tục kèn cựa lẫn nhau từng phần lãnh thổ một. Khu đất chống phía nam cứ thế mà về đi về lại tay hai bên chiến tuyến. Sau khi chiếm được Novoselitske, quân đội Nga cứ nghĩ giờ đây họ có thể thoải mái tiếp cận sông Zerebes và tiến công Brestove từ phía nam. Nhưng họ không thể ngờ tới quy mô khổng lồ của lực lượng trấn thủ tại Brestove. Họ thậm chí còn bị phản công ngược lại bởi Ukraine. Họ đã đánh mất khu vực ngoại ô phía tây Novoselitske. Nhưng có vẻ như quân Ukraine không quyết định tiếp tục tiến lên vì mục đích duy nhất của họ tại đây chỉ có phòng thủ. Quân đội Nga biết rằng để chiếm được Brestove thì một mũi nhọn là chưa đủ. Họ mở rộng tiền tuyến từ Kroskomane và tấn công vào khu định cư theo nhiều hướng khác nhau. Trong quá trình mở rộng tiền tuyến tấn công Brestove thì thông qua đoạn đường cao tốc, quân Nga đã tiến lên phía Bắc và chiếm luôn Tabaska và hệ thống cứ điểm tại bờ Tây Tabaska. Nắm chắc Tabaska và Kroskomane trong tay, mục tiêu tiếp theo của Nga sẽ là Brestove và Bichren,
cũng như là tại Kostarivka, vì với vị trí hiện tại của Nga hoàn toàn có khả năng bao vây khu định cư này. Tự chung lại, tiền tuyến Kupiansk sẽ còn nóng hơn bao giờ hết trong khoảng thời gian sắp tới vì Nga sẽ chưa dừng lại với chiến dịch tấn công của mình. Ngoài ra, tại Sinkivka cũng ghi nhận tiến triển mới của quân Nga sau lần tiến công thất bại trước đó. Trên đây là tất cả những gì đã diễn ra trong tháng 1 năm nay. Ta cùng xem tháng 2 sẽ đem lại làn gió mới nào đến chiến trường này. Và đó là tất cả thông tin trong video tổng hợp chiến sự tháng 1. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.